ta. Tới chưa hay là sao? Rồi, ok. Mình tư vấn và làm giống giới thiệu với anh. Rồi bỏ vô lại. Rồi ok, cảm ơn nhiều. Em đứng đi xin. Rồi, giả bộ mình lấy. Okay.
mời lên. À, để tắm á, à, để tắm á, à. Nhiều cục. Rồi, mua thiệt luôn mà cứ mua đi. Yeah.